Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 13 tháng 12. Hôm nay vườn ăn Hà Nội có về rất là nhiều mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay về rất là nhiều địa lan và đen dâu xuân. Hôm nay đen dâu xuân nhà em về cực kỳ nhiều luôn các bác. Lát nữa thì em sẽ lên cho các bác xem nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Đây cả nhà, hôm nay về cả mấy trăm chậu luôn, hàng rất là đẹp các bác nhé. Hàng nụ chuẩn Tết nhé cả nhà, hàng nụ chuẩn Tết luôn ạ. Đây cả nhà, các bác có thể ngắm những cái chậu đen dâu xuân này. Đây các bác thấy chưa? Nụ rất là nhiều, chi chít luôn. Và đây ạ, các bác có thể thấy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác về em đảm bảo với các bác là chơi những cái chậu đen dâu xuân này thì chắc chắn là các bác sẽ ưng các bác nhé. Nụ này, một chậu thì nó sẽ có rất là nhiều thân nụ. Đây các bác có thể thấy nè, toàn 100% là thân tơ hết các bác nhé. Nụ nhỏ như thế này là hàng sẽ là chơi chuẩn Tết luôn ạ. Hoa của cây đen dâu xuân thì rất là bền và rất là thơm các bác nhé. Hoa cực kỳ bền và cực kỳ thơm. Đây ạ, và em có cả loại đen dâu xuân này. Loại thân nó nhỏ hơn một chút nhưng mà lại nhiều thân nụ hơn. Đấy, các bác có thể ngắm. Cây rất là đẹp luôn, mình khi mà mình lên chậu thì cực kỳ sang. Có một loại là loại mập, thân mập. Thân mập và một loại là thân nó nhỏ hơn một chút. Đây ạ, các bác có thể theo dõi sưu tầm. Đây cây này, toàn bộ đều đang có lụ nhỏ các bác nhá. Sau khi mà cái lụ nó to ấy thì một cái ngồng của cái lụ đen dâu xuân như thế này thì nó sẽ phân hột ra, thì mỗi một cái lụ thường nó sẽ có khoảng 2 đến 3 cái bông hoa các bác nhá. Đấy, một lụ là nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 bông hoa. Đây ạ, đấy thì hôm nay về như thế này rất là nhiều loại thì các bác có thể sưu tầm ủng hộ cho em. Đây cả nhá, cây này, này kinh khủng chưa? Nụ này, nụ chi chít luôn, rất là nhiều nụ các bác nhé. Một chậu thì rất là nhiều thân như vậy. Thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa. Mặt hoa thì thực ra là đen dâu xuân ý. Thì em biết được là cái cây này này, cái cây này là có một số vài bông nở rồi. Thì hoa của nó là màu hồng nhạt các bác nhé. Hoa nó màu hồng nhạt rất là xinh luôn. Đây ạ, hoa của đen dâu xuân thì cực kỳ thơm các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể sưu tầm cho mình. Còn cái loại mà thân mập như thế này này, thân lùn mập như thế này thì loại này thì thực sự luôn là cái nụ của nó còn nhỏ nên là cũng chưa biết được là nó nở ra hoa màu gì đâu các bạn. Thì em cứ bán là số các bác nhé. Thực ra là cây đen dâu xuân thì cũng nó có rất là nhiều mặt hoa đẹp, thì mặt nào nó cũng đẹp các bạn, chứ không phải là cái mặt này đẹp cái mặt kia xấu đâu. Thì em sẽ lên cho các bác ngắm một số cái mặt hoa của cái chậu, những cái giò đen dâu xuân rất là đẹp các bác nhé. Thì mình có thể mua và có thể là sổ được một trong những cái mặt hoa đấy ạ. Rất là đẹp luôn này cả nhà. Đen dâu xuân thì bông của nó rất là to và thơm, hoa thơm các bác nhé. Đấy, mình có thể ngắm một số những cái bông đen dâu xuân đặc sắc cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, thì các bác về các bác trồng cho em thì hoa của nó sẽ là một trong những cái bông này các bác nhé. Đây này, rất là đẹp và rất là thơm luôn. Bông to lắm, dòng thân to này là cái dòng 4N thân lùn nên là hoa của nó sẽ rất là tròn bông. Đấy, thì thực ra là nụ nó bé nên bản thân em chưa biết chính xác nó là loại màu gì, cho nên là em sẽ bán là số các bác nhé. Nhưng mà em nghi ngờ là nó sẽ sổ ra cái mặt hoa này ạ. Đây là sự nghi ngờ của em thôi. Nó sẽ sổ ra mặt này, hoặc là màu vàng, hoặc là cái màu này này. Đây ạ, cái màu 4N bông to này này. Đấy, bởi vì là em nhìn thân lá, bao nhiêu năm nay em bán đen dâu xuân rồi, em nhìn thân lá này, nhìn thân và nhìn lá là em cũng có thể áng ra được một số màu. Nhưng mà nói chung là nó chưa nở nên là em cũng bán số thôi. Thì các bác mua thì ủng hộ cho em các bác nhé. Thân rất là mập, loại mập này thì nó sẽ ít thân hơn trên một giò. Nó sẽ ít thân hơn các bác nhé, nhưng mà thân của nó rất là mập ú. Đấy, các bác thấy chưa, cây cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay để các bác có thể ngắm được rõ nét hơn. Hôm nay nó lại nắng rồi các bạn, nắng là quay nó sẽ rất là khó nhìn. Đấy, còn cái loại mà hoa của nó màu hồng nhạt như thế này, màu hồng nhạt hay còn gọi là màu tím hồng đấy, màu tím hồng rất là xinh như thế này thì có mặt hoa rồi. Cây này thì là cây chuẩn hoa này, cây này là cây chuẩn hoa các bác nhé. Đây em có một cái bông nó đang nở đây, em quay cho các bạn. Ôi giời, chuyện này lé quá. Đây để em quay cho các bác nhìn này. Đây ạ, đây. Đấy, các bác thấy chưa, hoa này chớp luôn, hẳn cánh chớp luôn, xịn sò quá. Lụ rất là nhiều các bác nhé. Thì một chậu đen dâu xuân rất là nhiều thân như thế này, nhà em chia sẻ về giá là 220.000 cho một chậu các bác nhé. 220.000 cho một chậu. Hàng bao đẹp, bác là mua 3 chậu sẽ bao ship các bác nhé. Mua 3 chậu sẽ bao ship ạ.
Tiếp đến sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng, hay còn gọi là vũ nữ nghìn sao. Thì vũ nữ nghìn sao thì hôm nay nhé em chia sẻ như sau. Những cái chậu nhiều thân như thế này em chia sẻ với giá là 230.000 cho một chậu các bác nhé. 230.000 cho một chậu. Có cả chậu nụ này, bác nào thích nụ thì bảo em chọn nụ cho. Thích hoa nở hơi hơi thì bảo em chọn hoa nở hơi hơi cho. Và có cả hoa nở nhiều luôn các bác nhé. Đấy, có hai cái chậu này nó nhỏ hơn một chút thì em để cho các bác với giá là 200.000 cho một chậu vũ nữ nghìn sao. Đấy các bác ơi, đèn rô xuân đảm bảo các bác ưng nhé. Hoa rất là nhiều và rất là đẹp đây này. Em về nhiều lắm, em còn để rải rác dưới sân đây này. Tiếp đến là những cái chậu địa lan quý phi thanh ngọc các bác nhé. Quý phi thanh ngọc này thì hoa của nó bền khoảng tầm từ 2 cho đến 3 tháng luôn ạ. Hoa rất là đẹp này cả nhà. Các bác có thể ngắm những cái bông hoa quý phi thanh ngọc lên chậu rất là xinh các bác nhé. Thì lô này về nhà em thì đã được cắm que rồi. Các bác không thích các bác có thể bỏ que ra, hoặc là mình có thể là uốn theo những cái dáng mình thích các bác nhé. Một chậu như thế này thì sẽ có rất là nhiều ngồng nụ. Em chia sẻ với giá là đây thì em để chờ em chỉ cho các bác xem nhé. Chủ yếu là nó sẽ là 6 ngồng, chủ yếu là 6 ngồng và có cả những cái chậu 5 ngồng các bạn. Có cả những chậu 5 ngồng thì em sẽ chia sẻ từ giá là từ 350.000, 350.000 5 ngồng này, 360.000 cho 6 ngồng, 370.000 cho 7 ngồng, 380.000 cho 8 ngồng các bác nhé. Đấy thì thực ra chủ yếu là 6 ngồng thôi. Cây rất là đẹp luôn, hàng bảo đảm các bác đến nơi nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hột nụ rất là nhiều các bác nhá. Cây này hoa của nó bền 2 hoặc 3 tháng luôn. Rất là đây có một bông hơi lở này các bác thấy chưa? Đấy, hoa màu xanh ngọc rất là đẹp luôn các bác nhá. Một chậu to lắm các bác. Một chậu thì nó rất là to, đây các bác có thể nhìn thấy này. Em sẽ để nghiêng các bác có thể nhìn thấy một chậu này. Một chậu rất là to và rất là nhiều thân như thế này nhá. Em có một chậu 12 ngồng, đỉnh của chóp luôn. Chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000. Một chậu 12 ngồng thôi, duy nhất một chậu các bác nhá. Đấy, 550.000, 500.000. Đấy, ngoài ra thì em có những cái mặt hàng tiếp theo. Đó là những cái chậu địa lan hoàng kim bảo các bác nhá. Hoàng kim bảo thì hoa của nó rất là thơm. Hoa nở Tết, cây đang có nụ rồi các bác ạ. Hoàng kim bảo thì nó rất là giống với thanh ngọc, nên là một số nhà vườn đã bán hoàng kim bảo là thanh ngọc luôn ạ. Thì hoàng kim bảo như thế này em chia sẻ với giá là 300.000 cho một chậu đẹp các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây hoàng kim bảo ạ. Hoa rất là đẹp và thơm, hoa nở chuẩn Tết các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Bền nữa, 300.000 cho một chậu đẹp các bác nhé. 300.000 cho một chậu đẹp và rất là nhiều thân như thế này. Đây cả nhà, rất là nhiều thân luôn, hoàng kim bảo 300.000. Tiếp đến thì đại mạc lá biên. Hôm nay đại mạc lá biên chỗ này nó hơi nắng các bạn. Em sẽ nhấc một chậu ra đây để các bác nhìn cho rõ nhé. Hôm nay thời tiết nó thay đổi, trời nó đổi hanh rồi các bạn. Đây ạ. Đấy, một chậu đại mạc lá biên cũng rất là nhiều nụ và lá rất là to và toàn bộ có những cái lá biên ở đầu lá như thế này các bác nhé. Đây ạ, một chậu thì đây các bác có thể nhìn thấy này, rất là nhiều thân luôn. Rất là nhiều thân sum xê và đang có rất là nhiều nụ này cả nhà ơi. Đây ạ, đấy 280.000 cho một chậu đại mạc lá biên nhé. Hoa địa cổ truyền cực kỳ thơm và nở rất là bền luôn ạ. Em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây đại mạc lá biên. Đấy, hoa thơm và đẹp cực kỳ. Tiếp đến thì hôm nay nhà em có một số cái mã thanh trường. Một số cái mã thanh trường em chia sẻ đến các bác. Thì hôm nay cũng có, hôm qua thì cũng có lên và được các bác ủng hộ rất là nhiều. Cái cây thanh trường này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường các bác nhé. Em mua của vườn nên là phải nhổ trực tiếp từ vườn, cho nên là cũng không có chậu, nên là không có chậu nguyên để chia sẻ đến các bác. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây địa lan thanh trường các bác nhé. Hoa rất là đẹp luôn, rất là đáng để sưu tầm luôn các bác ạ. Hoa đẹp mà trông nó thanh cảnh cực kỳ. Cây này thì nó không có nhiều như là các cái dòng địa khác các bạn. Đấy, rất là đẹp, cánh bay, lưỡi cong vút rất là xinh luôn. Đấy thì các bác có thể sưu tầm cho mình những cái chậu ở những cái mã thanh trường đẹp để mình làm giống các bác nhá. Đấy, để mình làm giống cực kỳ đẹp luôn này các bác thấy chưa? Lên cây cực kỳ đẹp. Thì em sẽ lên những cái mã chia sẻ như sau. Thì có những cái mã từ 3 thân trở lên các bác nhá. Giá thì để cho các bác về giá yêu thương cực kỳ luôn. Đầu tiên là mã E7 về giá là 150.000 cho 3 thân 1 ngồng các bác nhé. E7 3 thân 1 ngồng này. Đây ngồng hoa nó dài được như này rồi các bác nhé. Cây rất là khỏe luôn. Đấy, E7 3 thân 1 ngồng 150.000. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã E3. Mã E3 là một mã xịn sò con bò luôn này. 5 thân 2 ngồng dày to đẹp các bác nhé. 5 thân 2 ngồng về giá là 270.000. Cây rất là đẹp, nói chung là cây đẹp. Các bác về chơi là chắc chắn là các bác ưng các bác nhé. Lên một mã E15 với giá là 180.000 cho 3 thân 2 ngồng các bác nhé. Sao lại E15 nhỉ?
Chắc là chuyển sao lại nhảy được lên E15 giỏi thế. Chắc là E5 đấy các bạn. Đây là mã E5 các bác nhá. Em ghi nhầm đấy. E5 180.000 cho 3 thân 2 nụ các bác nhá. E5 180.000 cho 3 thân 2 nụ này. Đấy. Nên tiếp tục E4 này, 3 5 thân 3 lụ các bác nhá. Mã VIP nhất của ngày hôm nay là 5 thân 3 lụ với giá là 300.000 các bác nhá. Đấy là mã số E4. Tiếp đến là mã số E1 này, 150.000 cho 3 thân 1 lụ nhá cả nhà ơi. 150.000 cho 3 thân 1 lụ ạ. Đấy. Tiếp đến là một mã số E6, 5 thân 1 lụ với giá là 230.000 nhá, 230.000. Tiếp đến là E2 với giá là 200.000 cho 4 thân 1 lụ các bác nhá. 4 thân 1 lụ 200.000. Đấy. Tiếp đến sẽ là những cái chậu địa lan hồng thần hà cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà ơi, hồng thần hà hôm nay cây rất là đẹp các bác nhá. Hay còn gọi là sen hồng thần hà các bác nhá. Đông phương hồng thần hà, sen hồng thần hà thì đều là nó hết. Hoa của cây đây, cánh sen lưỡi bệt cực kỳ đẹp các bác nhé. Cây này là cây sưu tầm và cây này ở vườn cũng không còn nhiều nữa đâu các bạn. Đấy, bác nào chưa có thì nhanh tay sưu tầm nhé. Thì em sẽ lên cho các bác những cái mã của ngày hôm nay như sau. Các bác có thể nhìn thấy này, lá thì có những cái đường sọc kẻ biên rất là lét luôn. Lá vặn và gân các bác nhé. Thì đầu tiên là mã số E8 với giá là 1 triệu cho 5 thân 2 nụ các bác nhé. 1 triệu cho 5 thân 2 nụ này. Tiếp đến là mã số E9 với giá là 1.350.000 cho 7 thân 3 lụ các bác nhé. 1.350.000 cho 7 thân 3 lụ sen hồng thần hà. Tiếp đến là những cái chậu chiều châu tố hà các bác nhé. Chiều châu tố hà hôm nay rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em sẽ có 3 mã như sau. Chiều châu tố hà thì nổi tiếng với cái mặt hoa sổ cánh bầu đẹp các bác nhé. Hoa của nó bầu đẹp cực kỳ luôn này cả nhà. Bản lá to đẹp. Đây ạ, các bác nhìn cây chiều châu tố hà, nhìn lá phát hiện ra rồi. Lá gân bản lá to đẹp các bác nhé. Đấy, đây là mặt hoa của cây chiều châu tố hà này, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể sưu tầm như sau. Đầu tiên là mã số E12 với giá là 850.000. Mã VIP nhá, 850.000 cho 3 thân 3 lụ này. Đấy, E12 và cái cây này thì nó có một cái nụ này này. Hai cái lụ thì không sao, hai lụ rất là khỏe các bác nhé, nhưng có một cái lụ này nó hơi khô đầu một tí ở đây này. Đấy, em phải bảo trước cho các bác. Đấy, rất là ok luôn. Tiếp đến là mã số E10 với giá là 1.400.000, 5 thân 3 lụ các bác nhé. 5 thân, thực ra là cái mã này không phải 5 thân đâu. Mã này em đi mua là người ta bán cho em là 6 thân đấy các bạn. Bọn em đi mua cũng là mua thân thôi, nên là mới bán thân. Đây này, em bị người ta đếm, cái thân này em cũng bị đếm là một thân nữa này. Mập ú ú trồi lên đây này, cũng bị đếm luôn là tổng cộng là 6 thân đấy. Chậu này em mua 6 thân đấy các bạn. Thế bây giờ em lại bán cho các bác thành 5 thân, nên là chậu này là sang tay luôn này. Đấy, E10, 1.400.000 cho 5 thân 3 lụ các bác nhé. Đấy, chính xác ra nó là 6 thân các bạn. Đấy, tiếp tục E11 này, 1.300.000. E10 vừa nãy là 1.400.000 nhé, 5 thân 3 lụ. Còn cái này là E11 này, là 1.300.000 cho 5 thân 3 lụ luôn này cả nhà ơi. Và tiếp đến sẽ là những cái chậu thiên kim lan. Lại nắng rồi, vừa nãy để đây nó không nắng mà ra đây nó lại nắng rồi các bạn. Khổ thế đấy. Đây ạ, thiên kim lan thì cây rất là đẹp luôn này cả nhà. Đây, một chậu thì sẽ có rất là nhiều thân các bác nhá. Cây đẹp luôn. Các bác đến nơi là chắc chắn là các bác ưng cái cây này. Cây này thì chơi phong thủy rất là đẹp các bác nhá. Nắng quá. Đây ạ, đấy, các bác thấy chưa, rất là đẹp luôn. Thì thiên kim lan là 180.000 cho một chậu hoa thơm và đẹp nha các bác nhé. Hoa của cây nó có màu vàng. Đây, em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cái cây thiên kim lan. Đây ạ, hoa rất là đẹp và xinh luôn này. Đấy, hoa thơm cực kỳ luôn, 180.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu địa lan thanh ngọc các bác nhé. Những cái chậu địa lan thanh ngọc truyền thống thì hôm nay em có những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số Q10 470.000 cho 5 thân 2 lụ Q10 các bác nhé. Đấy, tiếp đến sẽ là mã số Q13 550.000 cho 6 thân 2 nụ các bác nhé. Đấy, đây là Q13 550.000 cho 6 thân 2 nụ. Và tiếp đến là mã số Q9 5 thân 3 lụ với giá là 500.000 này. Q9 500.000 cho 5 thân 3 lụ. Và cuối cùng là mã số Q12 6 thân 2 lụ với giá là 550 các bác nhé. Đây, Q12 đây ạ. Cây rất là đẹp luôn. Những cái mã địa lan thanh ngọc cổ truyền các bác nhé. Tiếp đến là những cái mã địa lan đào cơ này, rất là đẹp luôn cả nhà. Địa lan đào cơ thì hôm nay em chia sẻ như sau. Mã Q14 là 7 thân 2 nụ với giá là 7 thân 2 nụ với giá là 700.000 các bác nhé. 700.000. Tiếp đến là mã số Q15 6 thân 3 lụ với giá là 600.000 này. 6 thân 3 lụ với giá là 600.000. Tiếp đến là mã số, chẳng biết mã số đến bao nhiêu rồi nữa các bạn. Lại đến C2 này, 700.000 cho 7 thân 2 nụ này cả nhà.
Cây rất là đẹp các bác nhá, địa lan đào cơ, hoa của nó rất là đẹp và có cái màu sắc rất là xinh luôn. Đấy thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của những cái cây địa lan đào cơ nhá các bác nhá, để các bác có thể sưu tầm làm giống cho mình. Hoa của nó có màu hồng đỏ rất là đẹp và rất là đặc sắc, cây này rất là hiếm trên thị trường các bác nhá. Đấy, hoa có màu hồng đỏ rất là xinh luôn. Thì địa lan đào cơ thì em chia sẻ đấy, từ 6 thân, có chậu 6 thân 3 lụ thì là 6 thân 2 lụ đến 6 thân 3 lụ thì là 600.000, còn 7 thân 2 lụ thì là 700.000 các bác nhé. Đấy, tiếp đến thì sẽ là những cái mặt hàng cuối cùng. Xít cả quên những cái chậu này. Mấy cái chậu địa lan ngọc trai trắng này hôm nay em xả hàng, nhớ các bác lấy hộ em các bác nhé. Hôm nay em xả hàng thanh lý lỗ luôn này. Bình thường là em phải bán trên 400.000 nhé mới có công cơ, bởi vì là cái cây ngọc trai trắng giá của nó rất là cao các bác. Các bác biết rồi đấy, cái dòng địa rủ đẹp nhất và sang nhất chính là cái cây này, nên là phải bán trên 400.000 thì mới có công. Nhưng mà hôm nay em xả lỗ nên là nhờ các bác lấy giúp em các bác nhé. Bởi vì em cũng không còn nhiều nữa thì nhờ các bác lấy giúp thì xả lỗ luôn ạ. Mong là mỗi bác nhìn thấy cái video của em thì ủng hộ cho em 1-2 chậu cho nó hết hàng ạ. Thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây ngọc trai trắng nhé. Nắng quá các bác ạ, hôm nay quay video nắng nên là quay khó quay quá các bác ạ. Đây ạ, đây, mặt hoa rất là đẹp các bác nhé, hoa màu trắng tinh. Đấy, hoa rất là sang và đẹp, để trên phòng khách hay là để ở đâu đó trang trí đều rất là xinh luôn. Thì em xong đây, lên hoa nhìn tối thế nhỉ, không thể hiểu được. Đây ạ, chắc là do ánh sáng mặt trời. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Hoa đẹp lắm. Đấy, rất là xinh luôn, hoa màu trắng tinh. Thì em sẽ lên cho các bác xem những cái địa chậu địa lan ngọc trai trắng thì các bác ủng hộ cho em nhé. Hôm nay thanh lý giá lỗ luôn đấy ạ. E17 với giá là 380.000 cho 7 ngồng các bác nhé. 7 ngồng thì nó có cả lở và có cả lụ như thế này này. Đấy, 380.000 cho 7 ngồng lụ và hoa. Đấy, mỗi bác ủng hộ cho em hoa đẹp lắm các bác ơi. Chùm hoa này, chùm hoa đẹp vô biên luôn, cực kỳ đẹp, cánh rất là dày các bác nhé. 380.000 cho 7 ngồng cho E17. Tiếp đến là mã số E13 với giá là 380.000 cho 8 ngồng các bác ạ. E13 380.000 cho 8 ngồng. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, cực kỳ ok các bác nhé, hoa rất là xinh. Tiếp đến là mã số E15 với giá là 380.000 cho 7 ngồng. Đây ạ, E15 380.000 cho 7 ngồng các bác nhé. Đấy, mã này nụ rất là nhiều. Tiếp đến là mã số E14 350.000 cho 6 ngồng cả nhà ơi. 350.000 cho 6 ngồng E14 ạ. Tiếp đến là E16 350.000 cho 6 ngồng các bác nhá. E16 350.000 cho 6 ngồng. Tiếp đến là E18 400.000 cho 8 ngồng này cả nhà. E18 400.000 cho 8 ngồng các bác nhá. Khổ, mỗi khi toàn phải bán trên 400.000 mới có công. Hôm nay quên mất. Đây ạ, 400.000 cho 8 ngồng cho E18 các bác nhé. Đấy, và cuối cùng là mã số E19 với giá là 400.000 cho 8 ngồng luôn ạ. Đấy, 400.000 cho 8 ngồng E19 các bác nhé. Đấy thì mỗi bác ủng hộ cho em một mã để cho nó hết hàng luôn ạ. Cây thì đảm bảo với các bác là đến nơi các bác chơi hoa được bình thường, bởi vì hoa mới nở thôi ạ. Đấy thì hôm nay em còn một cái loại nữa. Nhiều hàng quá các bác. Đây, cây lục bảo thạch này cả nhà. Lục bảo thạch hoa của nó rất là giống với hương cát cát các bác nhá. Một số nhà vườn đang bán là hương cát cát luôn, nhưng mà cây này hoa của nó đẹp hơn hương cát cát rất là nhiều. Hoa thơm các bác nhá, cần hoa của nó vượt lá rất là xinh luôn. Đây ạ, trông nó rất là sang. Mình có thể trồng những cái chậu lục giác hoặc là những cái chậu phúc lộc thọ thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây ạ, mặt hoa cận cảnh của cây lục bảo thạch đây, bông to và đẹp, hoa thơm, bền. Hoa của nó có màu xanh ngọc các bác nhé, màu xanh vàng, em xin lỗi, màu xanh vàng. Thì một chậu lục bảo thạch nhà em thì sẽ có rất là nhiều nụ các bác ạ. Đây này, nụ nó sẽ như thế này này, đấy, nụ này. Đây là hai cái lụ nhá, hai cái lụ hai ngón tay em đặt này. Một chậu ít nhất nó phải tầm 4-5 lụ trở lên các bác nhá. Lục bảo thạch thì em chia sẻ về giá là 300.000 cho một chậu, hàng bao đẹp, bao đến nhà các bác đẹp luôn ạ. Em còn 4 cái chậu hồ điệp 6 mắt này. Đây, các bác, hồ điệp 6 mắt rất là xinh nhá. Thì còn 4 chậu nữa thôi. Cây đang có lụ luôn này. Thì bác nào lấy ủng hộ cho em 4 chậu này, em thanh lý cho các bác 4 chậu này là 300.000 các bác nhá. 4 chậu 300.000, rẻ hơn giá em mua luôn rồi ạ. Cây lá mít rất là to và rất là đẹp luôn này. Đấy, thì bác nào lấy ủng hộ cho em, cây không có lỗi đâu, cây đẹp đấy, nhưng mà em thanh lý. Nhớ mỗi bác lấy ủng hộ cho em có 4 chậu này, để luôn 300.000 các bác nhé. Thì em kết thúc video tại đây, thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin chào tất cả các bác ạ.